Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2019, cơ sở chúng em lại cập nhật thêm một lô hàng. Phải nói là rất rất là nhiều luôn hôm nay. Em về đầy sân nhà của chúng em rồi. Đấy các bạn ạ. Những loại lan mà các bạn thích trồng. Và những loại lan có rất hiếm ở trên thị trường. Là em cũng đã có mặt, đã có nhập về cho các bạn đây để chia sẻ với mọi người. Hôm nay mùng 2 vẫn còn là trong những ngày đầu tháng. Em cũng xin được chúc tất cả các bạn sức khỏe dồi dào. Và một năm mới 2019 an khang thịnh vượng nhé các bạn nhé. Các bạn đặt hàng thì xin hãy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0984754102 nhé các bạn. Đó là số điện thoại của em. Cơ sở Lan Rừng chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ạ. Và hình thức bán hàng của em này, các bạn đặt hàng, em sẽ gửi hàng qua bưu điện cho các bạn. Các bạn sẽ nhận hàng và thanh toán tiền hàng và tiền cước trực tiếp với nhân viên giao hàng tận nơi cho các bạn nhé. Đấy. Và bây giờ em đi vào giới thiệu luôn những mặt hàng mà ngày hôm nay nhà chúng em có. Thì như ở đây thì hôm nay em có 3 loại trâu hàng bóc trụ nhé các bạn nhé. Trâu bóc trụ này em có 3 loại, tức là 3 loại giá các bạn nhé. Tất cả nó đều là trâu bóc trụ. Em bán theo từng cặp, cứ 2 cây là 1 cặp đúng không các bạn? Đấy. Đấy, cứ 2 cây. 2 cây như này là 150 nhé các bạn nhé. Đó. Đấy. Đây là loại trâu nhỏ nhất. Có size nhỏ nhất là 150 2 cây nhé các bạn nhé. Đấy. Đó, đây. Đấy, 150 2 cây. Đó. Cây nào nó cũng đều rất nhiều lá rồi các bạn ạ. Loại này thì là size nhỏ thôi. Đó. Đây. Đấy. Cây nào mà nhỏ quá thì em loại bỏ ra, em sẽ gửi đều đều cho các bạn là những cây đấy. Những cây đều đều như vậy nhé các bạn nhé. Đó. Còn ở đây là size chung này. Cái loại size chung này là 250 một cặp nhé các bạn nhé. Đây, một cặp là như vậy đây. Đó, 2 cây. Đấy, loại này có cây thân lá nó to hơn nhé các bạn nhé. Này. Đấy, là 250 nhé. Đấy, các bạn đặt hàng thì cứ để ý giá giúp em rằng các bạn thích đặt loại mức giá như nào. 150, 250 và 350 nhé các bạn nhé. Đó. Rồi chúng em sẽ gửi hàng đi cho các bạn trong ngày luôn ạ. Đây là loại 350 đây các bạn. 350 cây lá nó to, loại là loại to nhất nhé các bạn nhé. Đó. Đây. Đó. Nhìn bản lá nó cũng to này. Đấy. Đây, đây là size to nhất của phiên hôm nay. Là có giá là 350 đây. Thì loại này thì đang cho nụ rất là nhiều rồi. Cây nào, hầu như cây nào cũng đang cho nụ các bạn ạ. Cây này vừa đẻ nụ, đẻ con này. Đấy, đang nảy nụ, nảy thêm cả con nữa này. Cái con đang nảy ở gốc này. Đó. Và trên này là hai nụ đây. Đấy. Hầu như cây nào cũng đang có nụ hết rồi các bạn nhé. Nụ nó ở trong các cái bẹ lá này. Bây giờ nó đang sưng nụ nhé. Đây này. Đó. Đây. Đấy. Nụ đang trong bẹ lá này. Những cái lá này em xứ để cho nó còn ốp để giữ những cái nụ hoa. Đấy. Size to nhất này thì đang có nụ nhá. Đó là có giá là 350. Đấy. Hàng này thì xanh mướt luôn. Lá không hề hẫn gì luôn các bạn ạ. Và còn đây mặt hàng này là rất hot này. Em có hai loại đùi gà. Đùi gà tròn nhé các bạn nhé. Đây là đùi gà tròn Tây Bắc. Đùi gà tròn Tây Bắc thì bây giờ đang có nụ nhé các bạn nhé. Đang sưng nụ này. Đó. Đùi gà tròn Tây Bắc thì bây giờ thực sự là phải nói là rất hiếm. Đó. Đùi gà tròn Tân Bắc thân vàng óng luôn này các bạn này. Là cây lá nó đang có nụ nhé các bạn nhé. Đang sưng nụ. Đấy, loại này mà chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là không thể gửi hàng được rồi này. Tại vì cái nụ nó mà ra dài quá là gửi hàng đi là cái nụ nó sẽ bị gãy hết.
các bạn ạ. Đấy, hầu như thân nào cũng có nụ hết rồi. Còn đây là cái đùi gà tròn rừng Lào nhé các bạn nhé. Đùi gà tròn rừng Lào thì thân lá nó dài hơn. Tí nữa xem phân biệt cho các bạn sau. Em nói giá cái đùi gà tròn Tây Bắc này có giá là 230.000 1 kg nhé các bạn nhé. Thân vàng óng rất là đẹp luôn. Đấy, đây những khóm những rề của nó đây. Đây là những thân tơ để sang năm chơi hoa nhé các bạn nhé. Đây, những thân có lá là những thân tơ để sang năm chơi hoa. Như thằng này đây thì thân già của năm ngoái, năm nay chưa có ra nụ này. Cái đùi gà đặc tính của nó là nó nở hoa là mỗi một thân này nó nở hoa 2-3 năm nó mới hết hoa các bạn ạ. Nên là các bạn cứ yên tâm là thân già các bạn đừng cắt đi nhé. Đây, những cái mắt nụ đang sưng đây. Đó, đó, đây. Những cái mắt nụ đang sưng đây nhé các bạn nhé. Bây giờ nó đang mới đất bắt đầu sưng lên thôi, nên là rất tiện cho việc vận chuyển mà không hỏng hỏng nụ nhé các bạn nhé. 230.000 một cân. Còn cái này đây là đùi gà tròn rừng Lào nhé các bạn nhé. Đùi gà tròn rừng Lào thì bây giờ chưa thấy có nụ đâu các bạn ạ. Có khả năng là bên đấy nó khác khí hậu hơn đôi chút. Thì đùi gà tròn rừng Lào này có giá là, cái thằng này thì hàng dê thân dài thì có nhiều hơn cái Tây Bắc, nhưng mà thân nó dài hơn. Đó, thân nó thì có màu nó xanh hơn chứ nó không được vàng óng như cái đùi gà Tây Bắc nhé các bạn nhé. Cái loại này thì có giá rất là rẻ thôi, 180.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, đùi gà hàng rừng Lào nhé. Để em tìm xem nó ra nụ cùng với cũng có nụ rồi các bạn ạ. Đây này, đây 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 đây, đây. Đấy, nó cũng đang nụ rồi nhé các bạn nhé. Đó, nụ đang sưng rồi nhé các bạn nhé. Thì các bạn thích lấy loại nào thôi. Loại rừng Lào thì thân dài hơn, và cái dòng này thường thường thân nó hay mọc nối các bạn nhé. 180.000 một cân thôi. Rồi, và đây em giới thiệu cho các bạn thêm cái lan lụa vàng. Lụa vàng bây giờ đang ra hoa nhé các bạn nhé. Đây, lụa vàng thì bây giờ đang ra hoa. Đây là một mặt bông của lụa vàng đây. Để em lấy lên cho các bạn xem cái mặt bông của bông lan lụa vàng. Đây, đây mặt bông của lan lụa vàng đây nhé. Đây ạ. Bây giờ nó đang hoa rồi, nên là có những cây là đang búp này. Nhưng mà thực sự là những cái búp hoa này nó bị rụng hết rồi các bạn ạ. Cái này mà trước đây mà chúng ta lấy được luôn thì trồng lên chậu xem hoa rất là đẹp luôn. Mà hoa cực kỳ là thơm nhé các bạn nhé. Lụa vàng hay còn gọi là u lồi thơm ấy các bạn. Đó, loại này có giá là 350.000 một cân nhé các bạn nhé. Đó, hàng lụa vàng này năm nay cực kỳ là hiếm luôn. Rất nhiều bác đặt hàng nhưng mà không có hàng luôn, thực sự luôn. Bây giờ nhiều bác hẹn bảo là em gọi lại cho, nhưng mà thực sự là em không thể gọi lại được. Tại vì số lượng hàng rất là ít. Nên là các bạn cố gắng theo dõi clip để đặt hàng thôi nhé, theo từng phiên nhé các bạn nhé. Đó, 350 1 kg. Còn đây là tóc tiên Bắc. Tóc tiên Bắc mỗi bó này là 100.000 nhé các bạn nhé. Đấy, em có làm ra đây là 3 bó, mỗi bó là 100.000 này. Đó, ở đây một bó nữa này. Đấy, 3 bó, mỗi bó 100.000 này. Còn bó này to hơn thì bó này gấp đôi, hai bó những bó kia là 200.000 một bó nhé các bạn nhé. Đấy, bó này to này, 200.000 bó này, hai bó 200.000 này. Đấy, đấy các bạn thích lấy bó 100.000 nó là vào nửa cân, còn bó 200 thì nó là 2 cân nhé các bạn nhé. À, nó là 1 cân. Còn đây là sóc tím rừng Lào. Sóc tím của Lào có giá là 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, hàng rất là đẹp luôn, hàng phiên hôm nay cực kỳ là đẹp. Đấy, 150.000 một cân nhé. Còn đây là lan đuôi chuột. Đuôi chuột cũng có giá là 150.000 một cân thôi các bạn. Đó, lan đuôi chuột ạ. Loại này chúng ta trồng đứng, thân lá nó rễ và lá của nó nhìn rất là đẹp. Đấy, loại này với cả hoa tóc tiên nó cũng làm cùng tên là tóc tiên thôi. Nhưng mà cái thằng này thì thường hay gọi là đuôi chuột là nhiều hơn các bạn ạ. Đấy, kể cả tóc tiên cũng là nó nhé các bạn nhé. Đó, 150.000 một cân thôi cái loại này. Còn ở đây thì em có trúc mành. Trúc mành rừng Tây Bắc u rất là to đây này. Những thân rất là to luôn.
Đấy, thân đỏ đỏ này, rất to luôn. Cái thằng này ở trong râm hơn mà thân nó vẫn to như này. Cái trúc mành rừng Tây Bắc thì nó thân nó to hơn cái rừng Lào nhé các bạn nhé. Loại này em để giá cho các bạn là 250.000 một cân thôi. Giá cực kỳ là rẻ rồi. Đấy, 250.000 một cân nhé. Còn đây là long tu đá hoa tím rừng Bắc. Thì các bác đặt hàng đi cũng nhiều rồi. Hôm nay quay lại cho các bác chắc chỉ còn dư tầm 1-2 cân cho đống này thôi. Đấy, hôm nay em trả hàng hôm qua với hôm kia là em vẫn còn một số đơn là em vẫn chưa trả hàng hết. Thì hôm nay em trả nốt luôn. Tại vì số lượng khách hàng mấy hôm nay cũng là ngày cuối năm đầu tháng nữa, nên là số lượng khách tăng vọt cực kỳ là nhiều. Đấy, cái này thì có giá là 240.000 một cân nhé các bạn nhé. Long tu xanh hoa tím 240.000 một cân. Và còn đâu nữa nhỉ? Em cứ quanh quẩn ở đây mà vẫn chưa thể đi lên trên kia được. Đây là phi điệp vàng 150.000 một cân. Đấy, giá rất là tốt rồi. 150.000 một cân phi điệp vàng. Còn đây em có bó vani, hương vani. Bó hương vani này 150.000 nhá các bạn nhá. Hương vani thì hoa cực kỳ thơm rồi. Các bạn nghe thấy cái hương liệu là hương vani, họ hay thường hay làm kẹo hay là làm chè gì đấy, họ cho cái đấy là cái loại này là cho mùi hương như vậy. 150.000 cho bó này nhá các bạn nhá. Bạn nào lấy thì đặt hàng thì gọi điện cho em. Còn đây là mai trúc lan. Mai trúc lan cây dùng để trồng làm kiểng mà lại được chơi hoa nhé các bạn nhé. Đấy, vừa làm kiểng mà vừa chơi hoa, mùa này đang xuống lá khá là nhiều. Loại này cũng đang chuẩn bị cho hoa nhé. Đấy, mai trúc lan có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, cái loại này thì chúng ta lấy về trồng làm kiểng, trồng chậu, trồng đứng lên nhìn rất là đẹp luôn. Các bạn vào tìm search trên Google theo tên là trúc đen thì các bạn sẽ được xem hoa những cái khóm cây họ trồng đứng ở trong chậu cho hoa màu vàng rất là đẹp luôn. Đấy, 200.000 một cân. Còn đây là lan đuôi chồn, chồn Bắc nhé các bạn nhé. Chồn trắng Bắc có giá là 240.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, loại cây to nhé các bạn. Đây, loại cây to như này, rất đẹp luôn. Hàng cực kỳ là đẹp. 240.000 một cân này. Còn cái loại size nhỏ thì ở bên này. Còn ở đây là loại chồn giống, loại cây nhỏ là 180.000 một cân nhé các bạn nhé. Đó, 180.000 một cân loại chồn giống nhé. Còn ở đây là đuôi cáo. Lan đuôi cáo 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Lan đuôi cáo thì hoa cực kỳ là thơm, dáng hương đuôi cáo. Đó. Còn đây là Phật Ngọc. Phật Ngọc hàng rừng tàu, cái này là hàng của tàu khựa nhé, chứ không phải hàng rừng nhé các bạn nhé. Cái này thì theo yêu cầu của các bác thì em nhập về em chia sẻ với các bác thôi. Chứ còn em chưa bao giờ nhập hàng tàu về bán, tại vì hàng tàu nó dùng phân thuốc rất là nhiều. Hàng này nó trồng theo kiểu là công nghiệp nhé các bạn nhé. Nó cũng lấy hàng rừng và trồng theo kiểu công nghiệp. Nhưng mà nó dùng phân thuốc cực kỳ là nhiều. Và hàng này thì nó là 100% thân tơ nhé các bạn nhé. Những cái thân già này nó cắt để ươm hết này. Những thân già là nó cắt ra để ươm kia hết này. Đấy, nên là còn thân tơ để chúng ta chơi hoa thôi. Loại này có giá là 450.000 một cân nhé các bạn nhé. Em để giá cực kỳ là rẻ luôn cho các bạn. 450.000 một cân thôi, Phật Ngọc. Còn đây là vôi. Vôi hàng đẹp đây. Thì thân tơ còn rất là dài. Đấy. Cái này là vôi Bắc nhé các bạn nhé. Khác với vôi Lào hoàn toàn nhé. Vôi của Lào thân nó mảnh hơn. Kể cả cái thằng long tu đá hoa tím vậy. Hàng Bắc thì nó thân nó to hơn. Cái này thì thân to hơn cái hàng Lào rất nhiều. Loại này có giá là 280.000 một cân nhé các bạn nhé. Loại hàng đẹp. Còn hàng giống ở bên này đây. Hàng giống là 220.000 một cân nhé các bạn nhé. Hàng vôi giống. Đó là nó sẽ có cả cây nhỏ và cây nó hay bị dập gãy, hay bị gãy nửa thân nhé các bạn nhé.
cấy nửa thân tơ và cây nhỏ đây, 220.000 một cân. Đó. Còn đây là lan vải rồng, vải rồng chắc là hôm nay em trả đơn là hết. Vải rồng rừng Cao Bằng thì có giá là 150.000 một cân, loại này tép nhỏ. Thân bóng, tép rất là bóng luôn. Đấy. Đấy, tép rất nhỏ và thân của nó rất là bóng các bạn ạ. Đó, hàng này thì hôm nay em đủ trả hàng thôi, chắc vậy. Nếu mà còn dư thì để mai em chia sẻ với mọi người tiếp. Còn ở đây là hoàng thảo tam bảo sắc nhé các bạn nhé. Hoàng thảo tam bảo sắc có giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Đó, vẫn còn nguyên từng bó này. Đây, hoàng thảo tam bảo sắc, loại này cho hoa cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Lô hàng này thân tím rất là đẹp luôn. Đấy, mỗi bó như vậy chắc nó rơi vào độ khoảng nửa cân các bạn ạ. Đấy, về chúng ta trồng một giỏ là rất là đẹp luôn. Còn đây là kiều vàng. Kiều vàng này là kiều vàng rừng Cao Bằng chúng em thôi, nên là nhìn xấu xấu bẩn bẩn một tí. 120.000 một cân thôi nhé các bạn nhé. Hàng này không phải là hàng đẹp đâu nhé. Đấy, nên là các bạn đặt hàng lưu ý, không phải là rẻ là được hàng đẹp đâu nhé. Nên là cái thằng này thì hàng xấu xấu, nên là cũng có cái giá đó rẻ là 120.000 một cân nhé. Còn ở đây là hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua đang chuẩn bị lên nụ rồi này. Đó, hoàng thảo môi tua có giá là 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, hoàng thảo môi tua nhá. Đây, còn có cả dề này. Đấy, bác nào thích dề có giá khác nhá các bạn nhá. Dề này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, dề này em cân lên tính giá nó khác nhá các bạn nhá. Nên là các bạn thích dề này thì điện trực tiếp cho em báo giá. Đấy, đây một dề nữa này. Dề này hơi xấu xấu hơn, nhưng mà rất là to luôn. Dề này lá của nó xuống lá. Dề này cực kỳ đẹp. Bác nào thích dề này thì gọi điện trực tiếp cho em báo giá. Đấy. Còn ở đây thì nó cũng là dề, nhưng mà dề nó rời rời hơn nhé các bạn nhé. Dề nó không được to bằng đấy. Đó. Loại hàng kg thì nó luôn luôn là hàng nó rời rời thôi. Đấy, 150.000 một cân. Đấy, đều đã được cắt tỉa những thân già đi rất là nhiều rồi. Tại vì dòng này thì bên Trung Quốc họ cũng thu mua những thân già để họ làm dược liệu nhé. Đấy. Còn đây là ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu chắc hôm nay trả đơn cũng không còn mấy. Ý thảo ba màu có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, hàng này lô này cực kỳ là ít gãy thân luôn. Chứ còn những lô khác thường thường là hay bị gãy thân rất là nhiều. 200.000 một cân nhé. Còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên em còn chừng này thôi, giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, hàng to nhỏ lẫn lộn nhé các bạn. Đó, to với nhỏ lẫn lộn nhau nhiều. Đấy, 200.000 một cân. Còn đây là long tu xuân. Long tu xuân hàng đẹp, giá là 270.000 một cân nhé các bạn nhé. Long tu xuân hàng đẹp đây, 270.000 một cân. Còn đây là long tu xuân hàng giống. Mặt hàng này thì các bác mua rất là nhiều. Hàng giống thì nó dài độ khoảng 5 phân đến 10 đến 20 phân nhé các bạn nhé. Đấy, hàng giống thì cây nó nhỏ hơn và có đôi chút là những cái thân dài dài này nó bị gãy ngắn, nên là em để vào hàng giống luôn cho các bác. Cái này thì mặt hàng này thì phiên nào cũng đông khách. Có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé, long tu hàng giống nhé. Còn đây là u lồi. U lồi chắc em chỉ đủ trả đơn thôi. Đấy, u lồi thì các bác đặt nhiều rồi. U lồi là giá là 280.000 một cân. Đấy, cây nó nhỏ quá thì loại bỏ ra để em cho về vườn em trồng. Đó, hoặc là các bác thích lấy hàng nhỏ, hàng giống thì điện cho em báo giá cho. Đó. Đấy, những cây này nhỏ quá. Những cái nào mà em gửi đi cho các bác thì nó đều phải trên 10 phân trở lên thì nó mới cho hoa được chứ các bạn nhé.
Đây như những thân ngắn này thì nó vẫn chưa ra mầm hoa này. Như thân này đang ra búp hoa này. Đó. Vụ lồi thì có giá là 280.000 cân nhưng mà hôm nay chắc chỉ đủ trả đơn thôi. Còn đây là hoàng lạp. Hoàng lạp có giá là 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Hoàng lạp ạ. Đấy, vừa rồi là những mặt hàng lan mà ngày hôm nay cơ sở chúng em đã có. Cái này là u lồi em thải ra này. Hàng bị gãy thân hoa với cả thân nhỏ. Em đã báo giá chi tiết từng loại nhé các bạn nhé. Các bạn điện trực tiếp vào số điện thoại của em là 0984754102 nhé các bạn. À và còn ở đây em còn có một ít trầm giống hàng rừng Myanmar nhé các bạn. Em còn ít trầm giống rừng Myanmar này. Đấy, hàng này thì cây nhỏ và cây gãy cỏ nhé các bạn nhé. Đấy, cây nó bị gãy thân hoa thì cũng có nhé. Loại này em bán thanh lý cho các bạn là 650.000 một cân thôi các bạn nhé. Đấy, 650.000 một cân nhé. Đấy, đây là trầm giống Myanmar. Đó, có những thân còn rất dài luôn này. Đấy, chỗ này em bán thanh lý cho các bạn. Rồi, các bạn đặt hàng thì xin hãy gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của em là 0984754102 nhé các bạn nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.